cầm xe như chiều từ mùa long đao, chân ông vắt treo như khổng minh ngồi xe sách. Ông hút thuốc vào như nghi long quân xoay trời đất, hoàng bầy mở có vô tận.
vẫn có chén xà thơm sớm mì trước đôi ba tuần. Ông bày là tài từ khách văn nhân do bỏ lúc nghe thú tình cùng non đi nước. Đêm qua trăng nghi gác ngoài hiên lấy cây bài lá, ông bảy ngựa vui khi xuân ra về. Cảnh non bồng bồng ông nghe ngồi giá ngự, ông ngự về đồng ông lại giữ hội tổ tô. Tập công đồng các ghế dài chiếu long lần. Hương sông nghi gấm mi vóc áo quần nề ra tay châu bó xòe kim ngân ra đánh bài. Kính có tứ thập hồng bạch đình chi chi tôm heo bạch thủ ca ri bị tứ xuyên lục nghìn nước họ hoang cùng hồ chi hai leo tám đỏ có thêm cửa chi các cô tiên nàng mừng nhìn sơ họ xeo hồi sau lại thông bạch đình có chỉ có thôm. Đôi mươi quân đi đã thuộc lòng dịch nghề ba xuống sáu kèo trong xuyên biển. To nhất làng hoàng bảy ô chi thập mì hồng bạch hành định thường xì tam phạt tam sách cho vào bí tôm. Nhắn ai ông bày nhắn ai lên đi chợ cầu nôm hỏi thăm mấy anh cửu phạt chiều hôm đang đứng chờ. Say lưng lờ có chàng mũ sách đứng chờ một khi cuộc cờ xóa xóa bầy bầy ván đi bài tam cúc xưa nay thật tức ngỡ cười. Được thua phán kết
mà thương hiếm. Khi suy tương sĩ cũng đi đời nhà khi bình địa lúc lại phong ba nhiều chung sư tốt ấy mấy là tài. Tiến xa xưa nay việc nước việc nhà nhiều chung giữ tốt ấy mấy là thành công. Dòng nghi đĩa rào rào ông bày bàn chăn ghế nào dám vào ăn. Họ Trần may ra là người có phúc là có phần mở ra giấc được mười phân cho về người. Cho thắng hoài như không trần gian đi khát đi nước tứ tung ngắm dù nhau chẳng lẻ vòng trong vòng ngoài. Đâu vẫn đen đỏ thiệt là hơn nó thế nào. Mà bỗng cơn đen như gió thổi ao năm cánh quan hoàng bày chút hết cả kho vào kho chân ghế ông. Thương đăng thần đã được sắc phong quyền cai tam phu công đồng quyền hoàng cai quản các chư thanh đồng bốn nay
mời giáng hạ hình đức hoàng loan ra ngự phụi hoàng thể chặt giáng dương đồng phuông phù đệ tử mãi hưng lòng thọ trường. Các cô tiên tăng, cô nào việc người mau mau sửa sáng ra đứng hầu. Yên cô đàn bà quạt đi nước phá trà tàu, sơn ni lâm thừa ý ông bấy vật vật đầu bạc khen. Dâng nghi hộp thuốc nga còn nàng ta thì vào dâng nghi hộp thuốc nga thế à vừa ý ông bày hoàng sùn sớt lâm đốt đỉnh nhang trầm tiến cô nàng tử đốt đình đình nhang trầm ngọn đèn đèn cô tứ khéo tỏ tay ông bầy cầm mà móc nga tiền dâng kẹo bánh nguyên tiên cô nàng năm ma dâng kẹo bánh nguyên kẹo siêu cùng với mứt ngọt thật là cảnh tiên ai sánh. Tiên cô nàng bầy nay húc húc đàn thông miệng cá tay gầy bốn năm cũng nghe non nữ hà dâng chiếc lược ngà tiên cô nàng tám cô dâng chiếc lược ngà đôi tay cô trải chuốt xào là ma khéo khéo thay yêu yêu ai tay tiên cô nàng chín yêu yêu ai tay ngày ngày cô chín dân một đôi giày ông bài công cánh nghi ba giờ tí cầm đèn lồng cố bước ra giá tiến công mười một nhị quạt nhị nước phá xa ấm tiên bình ngọc đôi tay ngả dâng lên trải chiếu chia bài con cô mười hai trải chiếu chia bài cánh cánh tiên niên hoàng gia ngự thì nào có ai dám sánh nhau thủ mãn hội đồng lệnh hoàng sai thủ mãn hội đồng phụng minh đón rước ông lệnh hoàng về bảo hà thú thôi việc hoàng sa hồi cùng